Hello, xin chào cô chú anh chị đã và các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em lên bò cái kem chữa chú anh chị. Con này chữa được 3 tháng 15 ngày chú anh chị, bao khám ha. Đó. Cái kem ép ngọt có sừng chú anh chị. Trước khi trở thành đánh chi tiết thì con bò cái kem này chữa này, xin cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất từ kênh Chăn Nuôi Bến Tre, kênh Nuôi Bắt Sống lúc 12 trưa và 7 giờ tối ha. Giờ mời cô chú anh chị xem nội dung, giá cả thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Đó. Trước mặt màn hình chúng ta là con bò cái kem chú anh chị, chữa 3 tháng 15 ngày ha. Cái gì vậy anh? Cái kem này thì anh chủ nhà nó là cái loại cũng gieo tinh loại kem anh chú anh chị. Theo quan sát chân cản hoàn thiện ha. Không có bú ép xe súng lúng súng luộc gì hết. Đó. Kem Pháp chú anh chị nè. Thấy không? Chân cản đứng thẳng hết ha. Thì đó thì em gửi ha. Con này có sừng nha cô chú anh chị. Coi bộ sừng nè. Đó, đầu không sái ăn. Lưng sái nghiêm chú anh chị. Thôi con này thì mới chủ nhà nó là mới lớt một đôi răng hết chú anh chị. Mới lớt lâu răng. Đó, tơ nha. Chân cẳng chân trước nè, thấy không? Móng đẹp ha chú anh chị. Đúng miếng rồi đại bản ha. Đít nè, hát thang không? Lúng là cạn hay cạn ha. Có lúng hay cạn chân sau nè, đứng thẳng hết nha. Đó, xương sóc và xương to chứ anh chị. Cái này vú bốn vú nha. Đó. Bán nhiều anh? Bò này anh chủ nhà nói trước giá là bán là 45 triệu ha. Cô chú anh chị nhìn thấy quan tâm mua liên hệ cho em. Số điện thoại để đồng hình. Bò ở xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua nhanh gai nhấc máy gọi cho em, nhanh đây chốt ha, đặt cọc cho em ha. Thấy không? Mặt mày mà hay không chú anh chị thấy không? Con này tại có F1 có dòng F1 có sừng la dài hết chú anh chị. Bò nuôi mà mua sinh sản cực kỳ ngon luôn. Có sấy tiền nè thấy không? Nè. Đó, hai bên sấy tiền nghe nó yếm nè. Chân trước nè. Xem lại cái cầm chân trước là xương to chú anh chị. Đúng đây. Cái này vú là thắt thân nữa giả vú tên không? Nhìn sao này thấy không? Con này nãy em có đo được là chiều cao là 1m4 chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị thấy quan tâm mua liên hệ cho em. Đó, đúng điểm mà thấy không? Tơ nha, tơ chữa luôn nha cô chú anh chị. Mới lớt một đôi răng. Giá là 45 triệu ha. Cô chú anh chị thấy quan tâm mua là bò cái nền sinh sản liên hệ cho em. Em quay em đứng cách xa con bò này cỡ 5 thước nè, thấy không? Đó. Chân cẳng hoàn thiện hết chú anh chị thấy không? Đây. Sải lưng thấy không? Dai nè. Con này cổ ngay ha. Ngắn vừa dặn luôn, liền lạc luôn. Thùng dạo rồi liền lạc với cái thân hình của nó chú anh chị thấy không? Rất là liền lạc nha. Đó thì cô chú chị là mua quan tâm liên hệ cho em ha. Qua đây. Cái đuôi là thắt khăn đuôi tròn qua to ha chú anh chị. Con này thì mỏ đây, mỏ xám nha, chân đen hết. Đây. Cái lai mẹ nó hơi nha. Giống mẹ hay nhiều, mẹ nó là mẹ gu. Đó tàn cũng lớn lắm. Mẹ con là tàn thấy không? Con này thì chữa là em bao khám cho chú cuốn cho chị về trong vòng 5 ngày khám chữa là ha, không chữa liên hệ cho em lại ha. Em bao chữa đó. Giá là 45 triệu ha chú anh chị, ai mua liên hệ cho em. Chân cẳng thấy không? Đây. Chân trước nè. Xương to ha chú anh chị, khung vai ôm vai đồ lực ôm sát mình luôn. Chân sau của chú chị thấy không? Đó. Chân đứng thẳng rẳng ha. Cái bản đồ nó chà bá luôn mà chú chị thấy không? Con này lắc đặt bò nha. Liền lạc, lưng thẳng ha. Đặt bò thì bò này thì mua về nuôi giống sinh sản ha, là cực kỳ ngon luôn. Đó. Thì cô chú chị thấy mua liên hệ cho em ha. Nhắc lại chiều cao nó là được 1m4, trong quá trình bò lên xuống đó, em đo phỏng mẫu 1m4 nha chú anh chị. Chân sau nè thấy không, đứng nè,
thẳng thẳng không? À, còn lại sông lưng của nó nè. Sông lưng của nó cũng vậy thấy không? Nè. Đó, kem hang kem kháp chúng vậy. Đó, thì dòng này F1 thì nuôi sinh sản một cái lát cực kỳ ok. Đất thác hang không? Nè, giữ dằn hang chúng vậy. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây, thì mong cô chú nhìn xem ưng ý mua liên hệ cho em ha. Bán đồ thác thân không? Này bò tơ mới lớn đôi lăng chứ chuyện tơ chữa. À. Ăn uống cái đậu ăn uống cô chú chị mình khỏi lo luôn, cho ăn không kịp luôn. Đó. Thả đòn dài nha, ta cao ha. Cái đội thằng đòn của nó làm đứng từ xa cầm là 5-10 thước nè. Nó còn dày cô chú chị thấy không? Cực kỳ ha. Rồi hello, xin chào cô chú chị mình lên chân đưa bánh tre ha. Cảm ơn lên bộ mẹ con. Mẹ gu xin con cũng cái gu xin luôn ha. Trước khi gửi hình ảnh chi tiết về bộ mẹ con thì xin cô chú mình đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất về kênh chăn nuôi bánh tre. Em báo giá luôn, con mẹ là em đo được là 1m33 ha chú anh chị. Con này cũng cầm được 1m10 mấy ha chú anh chị. Phỏng là có đến 1m10 mấy, 1m1 đi lên. Con này mấy tháng ta? Con này 5 tháng mấy. Con này đậm 5 tháng mấy 5 tháng à chú anh chị. Đó. Em giờ mở hình ảnh chi tiết rồi bộ mẹ con cho cũng như vậy xem. Liên hệ em số điện thoại đơn hình nha. Đó, trước mặt chúng ta hình ảnh bộ mẹ con ha. Mẹ là gu sinh, con cũng cái gu sinh luôn chú anh chị. Đó. Thì con mẹ nãy em có đo đạt là 1m33, con này cỡ 1m41 chú anh chị. Con em không đo hiện tại tới luôn em đo không được ha. Nhưng con độ phản nha chú anh chị. Con được 5 tháng là con mẹ là đang chữa lứa thứ hai ha. Con mẹ đã vô nọc lại được 2 tháng. Chân cẳng con rồi thấy không? Móng đẹp ha, xương sống khá ô to giống vậy nè. Thấy không? Nhưng sao con rồi thấy không? Bọn mẹ con này chân cẳng hoàn thiện, không muốn bắp xe chung lúng chung luộc hết đó chú anh chị. Mẹ con là một màu đỏ mặt nha, lông nhuyễn da mướt. Cực kỳ luôn. Con nè, thấy không? Lúng rồi lúng chèn luôn nè. Giống con hả thằng con tương lai làm bò mẫu nền nghe chú anh chị, nuôi giống sinh sản. Con đầu trụi ha. Con tương lai gu bọc luôn ha, gu chà bá luôn ha. Qua con mẹ hang chú anh chị. Mẹ đây. Mẹ có một màu không có điểm mi lan bớt gì hết nha chú anh chị. Sái mẹ nghiêm chỉnh nha, mẹ mặt này hay thấy không, sái mẹ này thấy không, nghiêm chỉnh như chúng chị, sái trán nghiêm chỉnh, sái lưng đây hoàn thiện luôn, xong lưng mẹ thắt khăn hay chúng chị đó đít nè con mẹ. Anh chú nhà nó vô nọc được 2 tháng nha chú anh chị. Đó thì mẹ vô nọc mình chưa tới ngày nên không có bao chữa nha. Đó con mẹ mới vô nọc thôi được 2 tháng con nè. Đây, con là tương lai là mẫu mà. Con sao tích nghiêm chỉnh được cô chú anh chị thấy không? Lưng nè, con lưng ú nè. Con mẹ mát sữa nên con lưng cực kỳ ú luôn. Con chạy đua là thắt thăng cũng vậy. Đó thì bọn mẹ con anh chủ nhà cũng bán giá là 49 triệu giá chốt nha chú anh chị. Con mẹ này vốn là thác thân không lúng lúng chuyền luôn cô chú anh chị thấy không, lúng lúng chuyền luôn nè. Rồi đó, chân cẳng mẹ móng đẹp ha, chân trước đây như sao nè. Anh cầm bông hoa đứng trên đầm ngõ tặng con nhỏ gọi là đây, cặp mạnh mẽ hồng dạo rồi dữ dằn ha chú anh chị, cao 1m33. Đó, anh chủ nhà bán bọn mẹ con giá là 49 triệu chốt nha. Đi con cực kỳ tuyệt vời, mẫu nuôi chạy đuôi vẹ luôn. Con qua bự rồi thấy không, chạy đuôi vẹ nè. Con cực kỳ ú luôn. Đó bị cái mẹ rất là mắc sữa. Thì con
mẹ đang ôm lứa thứ hai nên bò có đẻ lòi nên em bao bò lòi luôn cho cô chú vậy trong vòng 3 tháng nha. Ha. Bên em chú là thác thăng không? Nhưng cô chú anh chị. Đây. Nhanh tay chốt số điện thoại để mà hình nghe chú anh chị, nhanh tay chốt nghe. Cái con mẹ con mẫu cực kỳ ha, mẫu nuôi giống sinh nản bò nền, con tương lai cũng làm bò nền luôn. Nhanh tay gu bạc chứ không? Con rồi. Tương lai gu bạc luôn. Chân cẳng móng rồi, con mẹ con cũng đẹp ha. Đúng rồi. Cực kỳ luôn chú anh chị. À. Mẹ đúng chuyện con giống như đúng chuyện nghe chú thách hơn. Thấy không? Đó. Đất nè, không thác thăng hay chứ anh chị. Đó. Đợi mẹ, con mẹ cũng lông nhuyễn da mỏng luôn, con cũng vậy rồi. Hai mẹ con lông nhuyễn da mỏng nhìn ghiền không? Bộ da nó dùng nè, nhuyễn nhừ ha. Đây, con mẹ cũng vậy nè, chú anh chị thấy không? Em nhắc lại mẹ là đã vô nọc được 2 tháng chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua thì liên hệ cho em số điện thoại để màn hình nha. Nhanh tay chốt. Kẻo lỡ hàng bộ mọi con giá là 49 triệu giá chốt nha. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Mong cô chú nhìn xem thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Nó chân cẳng là mẹ con không có bú ép xe xuống đúng luộc hết chú anh chị hoàn thiện hết ha. Rồi mẹ xong lưng cái đít nè. Em ở dưới đồng tràm hay có mòn gì? Xong lưng đít nữa thấy không? Đó. Chân cẳng nè, hoàn thiện hết ha chú anh chị. Nó que từng cái chi tiết góc độ luôn. Cho cô chú mình xem thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Rồi, giờ xin chào cô chú chị, hẹn gặp lại cô chú nhìn clip sau nha. Đó, giờ thấy ưng ý mua liên hệ cho em.